Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Thời gian vừa rồi thì mình khá bận liên quan đến một vài công việc, mình đã quay trở lại làm việc. Và sắp tới thì cũng có thể bận hơn, thế nên mình sẽ ra ít video hơn. Nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra hai clip chia sẻ về guitar. Và mình cũng đã hứa là mình sẽ làm thêm một series về tiết tấu nữa, cũng như là 30 ngày học tiết tấu. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa đó và mình sẽ cố gắng hoàn thành hai cái series hiện tại, đó là guitar solo và guitar và hòa thanh, đúng không nhỉ? Thì các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn, like, share cái video cũng như là subscribe kênh để mình có thể thêm động lực để làm phát triển kênh. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày thứ 12 trong chuỗi 30 ngày học hòa thanh. Thì trong video trước mình có chia sẻ với các bạn một cái bảng về các hợp âm trong vòng hợp âm nâng cao của hòa thanh tự nhiên, trưởng tự nhiên và thứ tự nhiên. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bảng của hòa thanh hòa âm, và chúng ta còn một cái bảng về hòa thanh giai điệu nữa. Thì hòa thanh hòa âm hay là hòa thanh tiếng Anh là harmony, harmonic, và hòa thanh giai điệu là melodic. Thì chúng ta sẽ là những hòa thanh mà nhân tạo, được con người sáng tạo ra trên nền tảng của hòa thanh tự nhiên. Thì các bạn có biết, các bạn còn nhớ về nguyên tắc xây dựng hòa thanh tự nhiên không? Thì những ngày đầu tiên mình đã chia sẻ về âm giai của tự nhiên cũng như là hòa thanh tự nhiên, các vòng về vòng hợp âm tự nhiên, đúng không nhỉ? Thì nguyên tắc xây dựng âm giai tự nhiên đó là gì? Âm giai tự nhiên có 7 nốt cơ bản, bậc 1 đến bậc 7. À, nguyên tắc về cung đó là từ 1 đến 2 là 1. Một cung, sau đến một một cung tiếp, 1/2 cung. Một cung, một cung, một cung, 1/2 cung. Chúng ta có 7 khoảng. Có từ bậc 1 đến bậc 8 mà thì chúng ta có 7 khoảng. 1 1 1/2, 1 1 1 1/2. Đây là trưởng tự nhiên. Thứ thì ta sẽ có một cái nguyên tắc khác, đó là gì? Cũng từ bậc 1 đến bậc 8. Bậc 1 và bậc 8 là trùng nhau, quay lại thôi mà. Thì bậc 1 chúng ta sẽ có nguyên tắc thứ là 1, 1 phần 2, 1, 1, 1 phần 2, 1, 1. Đấy là thứ. Thì các bạn dựa nguyên tắc cung đấy, các bạn xây dựng tất cả các âm giai của các giọng trưởng thứ tự nhiên. Thì các bạn, nếu bạn chưa xem, các bạn xem ngày lại ngày từ đầu tiên, những ngày đầu tiên. Thì trưởng và thứ hòa âm chúng ta cũng có nguyên tắc. Thì mình nói đến cái gọi là cái trưởng hòa âm trước. Thì nguyên tắc của trưởng hòa âm đó là chúng ta sẽ có nguyên tắc, đó là gì? Chúng ta gần như giống hoàn toàn với trưởng tự nhiên, nhưng chúng ta sẽ có một cái bậc, gọi là bậc 5, sẽ thăng lên. Chúng ta sẽ thay bậc 5 thành bậc 5 thăng. Chúng ta sẽ có hòa thanh hòa âm. Ví dụ đô, đô hòa âm là gì? Đô trưởng hòa âm đó là đô, rê, mi, fa, son. Mình tưởng là son đúng không? Nhưng ta sẽ có là son thăng và la si. Đô, rê, mi, fa, son thăng, la si. Âm giai của trưởng là đô, 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 rê, mi, fa, son thăng, la, si, đô, rê, mi, fa, son thăng, la, son thăng. Đó, đấy là âm giai của trưởng hòa âm. Âm giai của thứ hòa âm chúng ta sẽ cũng có một nốt son thăng, đúng không nhỉ? Nhưng mà nó sẽ là tính từ nốt thứ. Thì âm giai của trưởng là đô trưởng, thì tương tự chúng ta sẽ có một bộ âm giai song song với nó là âm giai la thứ. La thứ hòa âm thì la thứ hòa âm chúng ta sẽ có cũng có nốt son thăng. Thì đối với âm giọng thứ thì chúng ta sẽ có nốt bậc 7 thăng là si do re mi fa son thăng, ok chưa nhỉ? Bởi vì do mình tính mốc thôi mà. Bậc la thứ với đô trưởng song song, hai giọng trưởng thứ song song có cùng bộ hòa thanh. Đô trưởng hòa âm và la thứ hòa âm thì có cùng bộ âm giai. Rồi thì chúng ta sẽ, các bạn nhìn vào góc màn hình, các bạn sẽ thấy được một cái bảng liên quan đến các hợp âm nâng cao cũng như là cơ bản.
ở trong vòng hòa của trưởng đô trưởng hòa âm và đô thứ hòa âm và la thứ hòa âm, xin lỗi. Ok nhỉ. Thì đầu tiên chúng ta có một cái vòng cơ bản nhất đúng không nhỉ, đó là vòng gì, vòng trên cùng, vòng trên hàng trên cùng của mình, nói về trưởng trước nhé. Trên cùng chúng ta có một vòng cơ bản nhất là gì, đô này, sau rê đim, rê đim, rê đim như này, ở đây như này đó, rê đim. Chúng ta có mi thứ, fa thứ, có son trưởng, có la, la cộng, la AUG đấy, la dáng AUG chứ, la dáng này, đây là dáng này. AUG là mình sẽ tăng cộng bậc 5, la si do re mi, mình sẽ mi, mình sẽ có nốt mi dáng thăng thì thành mi, mi dáng đâu, mi đâu nhỉ, đây rồi. Mi dáng, đây, rồi. Đây chúng ta sẽ có như này, đó. La cộng nhỉ, la dáng cộng này. Và chúng ta sẽ có si đim, bê đim. Đó, thì tại sao lại có những vòng hòa thanh như thế? Thì các bạn cứ hiểu nguyên tắc đó là mình không có nốt son nữa mà mình sẽ có nốt son thăng. Thế nên những cái hợp âm sẽ có một vài hợp âm bị thay đổi đi. Nó không phải là đô trưởng sau rê thứ nữa mà thành rê đim. Bởi vì rê đim thì có một cái nốt son thăng. Rê đim thì có nốt gì? Rê này. Các bạn còn nhớ công thức về cấu tạo âm nhỉ? Trong những ngày đầu tiên mình chia sẻ đấy. Rê đim còn cấu tạo là 1,5 cung, 1,5 cung. Thì rê này sẽ đến là gì đây? Rê chúng ta sẽ có pha. Rê đim ấy, rê là nhá, rê sẽ đến pha và chúng ta có nốt son thăng. Thế nên đấy là lý do mà mình không có rê thứ. Đúng không nhỉ? Rê thứ thì có nốt son. À rê thứ thì có nốt la. Rồi tương tự có a dáng la dáng cộng, chúng ta cũng có xuất hiện nốt son thăng đúng không nhỉ. Rồi chúng ta có b đi cũng xuất hiện nốt son thăng đó. Thì đấy là lý do mà nó sẽ thay đổi đi một cái vòng hòa thanh của nó. Thì đấy là những hòa thanh cơ bản là ở hàng trên cùng. Thì tương tự chúng ta có hòa thanh của hòa thanh bốn nốt, hòa thanh bảy đó. Thì chúng ta có đô major 7 đó, chúng ta có mi thứ 7. Riêng cái re ở hàng của re, re bậc của re thì chúng ta không có hợp âm 7, chúng ta có re thứ 7, chúng ta có son 7 và chúng ta không có những cái thằng la dáng 7 hay la dáng cộng 7 hay là bê đi 7, rồi cũng không có pha thứ 7. À, thì đấy các bạn thấy rằng khi các bạn chơi á, các bạn để ý rằng nhiều lúc các bạn chơi các bạn thấy rằng tại sao lại trong vòng của đô trưởng lại có pha thứ bậc bốn thứ đấy, các bạn hay gặp cái này cực kỳ luôn, bậc bốn thứ, sau đó thông thường sẽ bậc bốn thứ và mình sẽ về bậc năm và mình kết bậc một, thông thường nhé, thông thường khi mà chuẩn bị kết thì nó sẽ qua bậc bốn thứ, bậc năm và bậc một. Thì tại sao lại có bậc bốn thứ? Bởi vì nó sử dụng hòa thanh của hòa âm, trưởng hòa âm, chúng ta sẽ có bốn thứ đó. Thì cũng giống như bài trước thôi, những cái hòa thanh ở phía lớp tầng ở phía dưới, các hàng ở phía dưới là những hòa thanh nâng cao, hòa thanh nhiều nốt hơn, bốn nốt là hàng hai của âm 7, cũng là bốn nốt âm 6 thì chúng ta có hàng 3 có pha thứ 6 đúng không nhỉ, và có son 6 đấy là rồi có son pha 69, rồi hợp âm sớt thì chúng ta có C sớt và son sớt, hợp âm bậc sớt 2 hay hợp âm 2 thì còn đô sớt 2 và pha sớt 2. Đấy là hàng trong cái bảng này. Thì cũng như áp dụng nguyên tắc giống trước thôi, những cái hợp âm nào mà có những hợp âm nâng cao thì các bạn đều có thể thay thế được. Ví dụ tại vị trí của đô trưởng, một vòng đô trưởng, tại vị trí đô trưởng thì bạn không nhất thiết phải đánh đô trưởng, các bạn còn đánh, thể đánh chọn đô major 7 hoặc đô sus 4 hoặc là đô sus 2. Tương tự ở vị trí của pha thứ thì ta có thể pha thứ 6 hoặc pha thứ 6, pha 69 hoặc là pha sus 2. Tương tự vị trí khác, mi thứ ta có thể đánh mi thứ 7 và son ta có thể đánh son 7, son 6 và son sus. Thì do cái khả năng cảm nhận của các bạn mà các bạn có thể là thay thế những cái hợp âm
và từ những âm cơ bản, âm đơn giản thành những âm nâng cao hơn, màu mè hơn, do cái khả năng cảm nhận tai của bạn, bạn đặt âm vào bài hát. Nếu mà bài hát mà quá mà những âm cơ bản các bạn không thích, mà các bạn muốn màu mè hơn, bạn chơi những âm nâng cao, bạn thay những âm nâng cao vào, nhưng mà nhớ lưu ý là tại những vị trí mà có xuất hiện âm đấy, ví dụ tại vị trí của hàng thứ hai thì âm 7 thì chỉ có mi thứ 7 và son 7 và đô bây giờ 7 thôi, còn những thằng khác thì không thay 7 được, các bạn hình dung không nhỉ? Tương tự âm sớt cũng thế thôi, những âm ô nào mà có âm thì các bạn mới có thể thay thế được, thay thế theo hàng này, à, theo cột, xin lỗi, theo cột. Còn hàng này chính là loại, phân loại âm 7, âm 6, 6, 9 và âm sớt, sớt hai. Và đây là theo cột, thì bạn thay thế những cái hợp âm ở trong một cột đều được hết. Để khi nhỉ? Chúng ta quay sang thứ hòa âm thì chúng ta thấy rằng có khác một chút đúng không nhỉ? Đó là chúng ta có la thứ, có B dim, có C cộng. Đó, C cộng. Giờ chúng ta có D re thứ là mi trưởng và pha trưởng son thăng dim. Rồi hàng thứ bảy chúng ta có re thứ bảy và mi bảy pha major 7. Rồi hàng 9 chúng ta có D thứ 9. Hàng 6 chúng ta có Re thứ 6, pha 6. Hàng sớt chúng ta có A la sớt và Mi sớt. Hàng 2 chúng ta có La sớt 2 và D 2. D sớt 2. D 2 và D sớt 2 giống nhau. Đó, thì là phần của thứ hòa âm. Thì chúng ta thấy rằng tại trong những bài hát của giọng thứ, chúng ta thấy có xuất hiện mi trưởng. Đó. Chúng ta thấy xuất hiện mi trưởng và rất rất là nhiều những bài mà giọng thứ la thứ có xuất hiện mi trưởng, thậm chí là ngay cả giọng đô trưởng thôi cũng có thể xuất hiện mi trưởng được, bởi vì mi trưởng có một nốt son thăng. Bình thường là giọng đô trưởng tự nhiên hay là la thứ tự nhiên thì đều có mi thứ đúng không nhỉ, nhưng mà riêng cái hòa âm chúng ta có xuất hiện mi trưởng được, thế nên nhiều các bạn sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi mà mình thấy rằng trong bài hát xuất hiện mi trưởng. Tại sao vòng của tự nhiên, vòng của đô với lại vòng của la thì lại có la thứ thì lại có mi trường, bởi vì nó là áp dụng sử dụng hòa thanh hòa âm, hòa thanh hòa âm trường thứ hòa âm đó. Thì áp dụng nguyên tắc của hàng bên thứ cũng giống như bên trường, các bạn thay thế được những âm nâng cao hơn từ những âm cơ bản, vì chúng ta có thì có son giáng, son thăng dim và đô cộng. Thì tại vị trí đô cộng các bạn có thể chơi đô trưởng, đây là âm cơ bản của vòng vòng tự nhiên á, các bạn có thể dùng vòng tự nhiên, thì các bạn muốn kết hợp thì các bạn dùng kết hợp thêm vòng hòa âm này, thì các bạn có thể kết hợp vòng tự nhiên của bài trước cùng với vòng hòa âm của bài này, thì chúng ta thật sự có rất rất nhiều ý tưởng này các bạn triển khai hòa thanh. Thì chắc những ngày cuối mình sẽ chia sẻ một vài cái ví dụ cách triển khai những cái vòng hòa thanh như thế này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngày tiếp theo.